Bệnh mới trên heo, bệnh viêm màng túi. Chào các bạn, tôi là Phạm Xuân Trịnh, bác sĩ thú y, nhà đào tạo kỹ thuật. Các bạn thấy không, tình hình chăn nuôi heo ở Việt Nam hết sức là phức tạp. Cách đây không lâu, dịch viêm màng túi, tạm thời gọi là do giá cả thị trường, làm cho chúng ta bị suy chuyển rất nhiều. Sau khi viêm màng túi xong ấy, thì dịch tả châu Phi lại vật một cái làm cho anh em càng thêm bế tắc hơn. Nhưng là đấy là tất cả những cái bệnh mà chúng ta không thể phòng được, và chúng ta chỉ có cách là đợi vaccine về để giúp chúng ta bảo vệ bệnh dịch tả châu Phi thôi. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một bệnh mới te trên heo, đó chính là bệnh viêm màng túi. Thực ra nếu anh em hình dung ra là nó chẳng có bệnh gì mới cả, chỉ có anh em không biết thôi. Dịch tả châu Phi nó có rất lâu ở châu Phi rồi, Việt Nam mình nó mới nhiễm rồi. Ok, sơ cô virus kẻ thù giấu mặt, kẻ dẫn đường cho các mầm bệnh kế phát gây ra. Bệnh sơ cô virus tìm thấy ở đâu? Khắp mọi nơi trên thế giới trừ Nam Cực. Tại sao Nam Cực không có sơ cô virus? Rất đơn giản, tại vì Nam Cực không có heo. Đồng nghĩa với việc chỗ nào có heo là chỗ đấy có sơ cô virus, nên là anh em phải phòng sơ cô virus là đương nhiên. Đặc điểm của sơ cô virus, nó chính là nhân của nó là ADL, cấu trúc gen khá ổn định, kích thước nhỏ và không có vỏ bọc, rất bền trong môi trường, đề kháng với hầu hết các loại sát trùng. Nó có hai serotype là serotype 1 và serotype 2. Chỉ có serotype 2 mới có khả năng gây bệnh, và nó nhiễm bệnh ở mọi lứa tuổi và chủ yếu lây trong tử cung và lây lúc mới sinh. Nó là một trong những yếu tố quan trọng gây thiệt hại lớn trong bệnh PRDC. Các bạn để ý, do cái vấn đề con sơ cô virus nhân của nó là ADL nên nó không biến đổi. Các bạn chỉ cần dùng đúng loại vaccine thôi là các bạn sẽ phòng được bệnh sơ cô virus. Thì các triệu chứng của sơ cô virus như thế nào? Hình ảnh đây tôi gọi là cái bị thịt. Bị thịt nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, con heo chính là cái bị thịt, chúng ta đang nuôi bị thịt. Heo mà nó đạt biểu trên một tạ như thế này rồi thì mày bị thịt là đương nhiên rồi, bị giết thịt. Triệu chứng của sơ cơ virus, triệu chứng số 1 là triệu chứng phân đàn. Các bạn để ý là khi chúng ta bắt một đàn heo về có 10 con bằng nhau, cũng cơm ăn nước uống, cũng chải đầu cho nó như nhau, thế tại sao lúc xuất bán lại có con có 70 cân, có con lại một tạ? Có nhiều ông bảo là do nó hấp thụ kém. Không phải do hấp thụ kém, do cái sơ cô virus nó tác động vào, nó làm cho con heo đầu to, đít thọt, phân đàn so với những con còn lại. Đây chính là triệu chứng của sơ cô virus. Triệu chứng số 1 người ta gọi là phân đàn. Triệu chứng số 2 của sơ cô virus, các bạn nhìn thấy đây là một cái phổi hết sức là tuyệt vời. Khi con sơ cô virus nó tấn công vào, nó làm cho cái phổi nó bị viêm kẽ phổi. Các bạn nhìn đây, viêm kẽ phổi đây, có nghĩa là nó sẽ có những điểm trắng này, có những điểm mà nó bị gan hóa, nó xen kẽ với nhau. Ví dụ ở bệnh mycoplasma thì cái việc mà viêm phổi của mycoplasma, các bạn chỉ cần cắt, các bạn lém vào nước nó sẽ chìm, còn phổi bình thường nó sẽ nổi. Nhưng riêng ở trên bệnh sơ cô virus, phổi của nó vân đá hoa, nó là viêm kẽ phổi, nhìn như cái đá hoa này, nhìn trên đầu tôi không thấy, các bạn thấy đúng là hình vân đá hoa thật. Và có một cái nghịch lý như thế này này, khi mà con heo của chúng ta nó bị ho phức hợp hô hấp ấy, các bạn cứ cho kháng sinh vào thì nó lại dừng ho, mà bỏ kháng sinh đi nó lại trở lại nó ho. Nên đa số các trang trại sau khi điều trị bệnh phức hợp hô hấp thì cho kháng sinh vào nó hết ho. Thế ra chửi với ông đại lý thuốc, bảo ông bán thuốc tôi đẻo. Không phải đẻo đâu, tại vì với bệnh do virus gây ra, kháng sinh không có tác dụng với nó, nên là cái việc các bạn cho kháng sinh vào nó chỉ có tác dụng bao vây thôi. Thế nên là tất cả những cái đàn heo nào phức hợp hô hấp, nếu các bạn cho kháng sinh vào nó dừng ho, bỏ kháng sinh đi nó lại ho trở lại bình thường, thì các bạn nghĩ ngay đến hiện tượng là nó bị sơ cô virus. Người ta gọi là phức hợp hô hấp do sơ cô virus gây ra. Và nếu mà nó bị virus thì chỉ có cách duy nhất là tăng cường sức đề kháng thôi,
không có khả năng dùng kháng sinh để chữa được nó. Ok. Triệu chứng số 3. Trên da của con heo của chúng ta nó mẩn mẩn, lốt như là ghẻ hoặc muỗi đốt. Các bạn cần phải phân biệt ba bệnh như sau. Bệnh số 1 đó là muỗi đốt. Thì các bạn phải hình dung nếu mà muỗi nó đốt thì nó phải đốt cả đàn heo. Trên đây nó lại đốt có 20-30% con heo thì không phải thịt thơm, nên là bỏ qua vấn đề muỗi đốt. Trường hợp số 2 là các bạn phải phân biệt mới là bệnh ghẻ. Nếu mà ghẻ ấy, thì con heo nó phải cọ cọ vào tường hoặc cọ cọ vào nền chuồng, nó xẹt 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 xẹt, nó chóc cái da, cái lốt này ra này, thì nó mới gọi là sơ cô, nó gọi là ghẻ. Nhưng đây con heo nó vẫn ăn uống khỏe mạnh bình thường, cái lốt của nó không chóc ra, nhưng mà nó lại có hiện tượng mẩn 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 đỏ như là muỗi đốt như này, và nó chỉ chiếm tỷ lệ 20-30% trong đàn thôi. Những con béo con to đều bị hết, nên chứ không phải là những cứ con gầy nó mới bị. Nên đây là triệu chứng của sơ cô virus. Tôi đọc lại, phân biệt sơ cô virus với ghẻ và muỗi đốt. Triệu chứng tiếp theo của sơ cô virus đó chính là các bạn nhìn trên đầu tôi đây, trên đầu tôi đây thì hiện tượng là heo con sau cai sữa hoặc theo mẹ có hiện tượng chồi xương sống lưng. Các bạn nhìn nha, nếu nó bị tiêu chảy thì đít nó phải nhọn như hình viên đạn, nhưng đây nó bị chồi xương sống lưng như là trẻ em suy dinh dưỡng ấy. Cái bệnh này gọi là bệnh sơ cô virus, thể là còi cọc sau cai sữa. Anh em nhớ nha, nếu mà nó bị tiêu chảy thì đít nó phải nhọn như viên đạn, nhưng đây đít vẫn to béo nhưng mà xương chồi lên như suy dinh dưỡng. Đây là một triệu chứng của sơ cô virus. Còn đứng ngay ở riêng người tôi đây, đây là một trong cái triệu chứng sơ cô virus trên heo nái, và nó chỉ chiếm tỷ lệ 2-3% trên heo nái thôi. Nên anh em khi mà làm vaccine sơ cô virus cho heo nái rất tốt để giảm 2-3% này, nhưng tôi không khuyến khích. Tiêm được thì tốt, không tiêm được không sao. Quan trọng nhất phải bảo vệ cái đàn heo thịt kìa. Rồi tổng hợp lại các triệu chứng của sơ cô virus. Triệu chứng số 1 là còi cọc chậm đớn sau cai sữa. Triệu chứng số 2, phức hợp hô hấp. Trường hợp số 3, viêm da suy thận. Và trường hợp số 4, tác động trên heo lái, ai heo lái gây hiện tượng khô thai. Đây là 4 triệu chứng điển hình của bệnh sơ cô virus. Hậu quả của sơ cô virus: làm tăng sự phân đàn không đồng đều trong đàn heo, giảm tăng trọng từ 4-6kg so với bình thường, và nó làm tăng thời gian nuôi từ 2-3 tuần, làm tăng chi phí chăn nuôi. Nên là với cái việc mà 4-6 cân heo ấy, các bạn hoàn toàn có thể bỏ tiền ra các bạn mua vaccine sơ cô virus về các bạn tiêm. Tiếp theo, virus sơ cô virus tác động lên hệ thống hạch lympho bào, gây suy giảm miễn dịch, làm tăng tỷ lệ ốm và là tăng chi phí kháng sinh, và đặc biệt tăng tỷ lệ chết. Và khi sơ cô virus tấn công vào thì tất cả những cái vaccine khác gần như là mất hiệu lực trên con heo. Nên anh em, nếu mà đàn heo chúng ta bị nhiễm sơ cô virus ấy, các bạn dùng cái vaccine khác, các bạn tiêm heo mà nó không hiệu quả thì đừng có đổi cho vaccine đều, mà các bạn phải kiểm tra lại xem là heo nhà mình nó có bị nhiễm tai xanh misoco hay không. Cùng với virus tai xanh, sơ cô virus cộng với tai xanh nó gây lên thảm họa trong ngành chăn nuôi heo, và nó gây tổn hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi. Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến một cái giải pháp. Thì giải pháp ở đâu? Lúc trước tôi có chia sẻ với anh em rồi, do cái nhân của con virus sơ cô nó là ADL, nó không biến đổi qua các thời kỳ, nên nó chỉ có hai serotype, serotype 1 và serotype 2. Serotype 2 gây bệnh, thế nên là các bạn chỉ cần dùng đúng loại vaccine, các bạn có thể phòng được bệnh. Thì hiện tại bây giờ trên thị trường nó có trên 7 loại vaccine. Thì thứ nhất nó có Ingenvac sơ cô Flex của Boehringer. Vaccine thứ hai là Portera PCV của Zoetis Pfizer. Vaccine số 3 là Porcilit Circoven hoặc Porcilit VCV của Intervet Hà Lan. Tiếp theo, số 4 là Circovac của Merian. Số 5 là Circomaster của Alova Hàn Quốc. Số 6 là Circovan của Hàn Quốc. Hiện tại bây giờ Circovan đang do công ty Hoàng Kim bán. Và số 7 đó là Circopic của Hàn Quốc do công ty Amavet bán. Và tôi nhớ không nhầm thì bên công ty Taquavet nó còn một cái sơ cô nữa cũng của Hàn Quốc. Thế nên tổng sơ cô của Việt Nam nó có khoảng tầm 8 loại nhập ngoại. Và hình như là Việt Nam mình cũng đã sản xuất được sơ cô của Việt Nam rồi. Nên anh em hoàn toàn có thể lựa chọn các loại sơ cô khác nhau để về tiêm cho đàn heo của chúng ta.
Nếu mà hỏi Xuân Trịnh tôi lên chọn vaccine sơ cô nào, thì bây giờ tôi khuyến cáo với quý vị và các bạn, sơ cô nó chia thành hai dòng. Dòng số 1 nó gọi là sơ cô nguyên con. Dòng thứ hai nó gọi là sơ cô tiểu đơn vị. Thì sơ cô nguyên con là như nào? Các bạn để ý hình dung ra một con rắn cặp lia, nó có khúc đen khúc trắng. Thì thông thường các công ty là sẽ dùng cả con rắn, cả con đoạn sơ cô để các bạn gọi là vaccine. Nhưng riêng chỉ có hai cái loại vaccine tuyệt vời, nó được tạo thành vaccine, người ta gọi là vaccine tiểu đơn vị, bao gồm có Ingenvac, sơ cô Flick của Boehringer. Vaccine thứ hai là sơ cô Master của Alova Hàn Quốc. Thì hai vaccine này là vaccine tiểu đơn vị, có nghĩa là người ta chỉ cắt riêng cái đoạn OR2 là đoạn gây bệnh sơ cô virus, người ta tạo thành vaccine nên nó gọi là vaccine tiểu đơn vị. Nên các bạn có thể lựa chọn dòng vaccine sơ cô, thì các bạn chọn sơ cô Flick của Boehringer hoặc sơ cô Master của Alova Hàn Quốc. Còn những loại sơ cô khác gọi là vaccine sơ cô nguyên con. Và hai cái loại vaccine sơ cô Flick và sơ cô Master này hoàn toàn các bạn có thể tiêm cho heo lái hết sức hiệu quả. Ngoài ra cái sơ cô vắc ấy của Meran, hiện tại bây giờ công ty Seva đang là nhà phân phối của Việt Nam. Thế nên là các bạn có thể mua cái vaccine sơ cô vắc được, hoặc sơ cô Master hoặc sơ cô Flick về các bạn tiêm cho heo nái để làm giảm cái mầm bệnh sơ cô ở trong đàn vật nuôi của chúng ta. Nếu các bạn không biết chọn lựa vaccine sơ cô nào thì các bạn có thể hoàn toàn kết nối với là bác sĩ Xuân Trịnh, công ty Gia Khánh Vet, Big Bot. Số điện thoại 0977809555 để được tư vấn về cách sử dụng sơ cô trên heo. Khi các bạn chọn lựa đúng loại vaccine sơ cô trên heo, các bạn sẽ nhận được những cái thứ tuyệt vời như sau. Hiệu quả khi tiêm sơ cô, giảm heo còi cọc, tăng sự đồng đều, cải thiện ADG, tăng độ dày cơ thăn để cải thiện chất lượng thịt, bảo vệ hệ thống nympho của con heo, giảm các bệnh phụ nhiễm, giảm tỷ lệ ốm và giảm thuốc kháng sinh. Sẽ lấy lại được 4-6kg đã mất và giảm tỷ lệ chết đáng kể, hết viêm da do sơ cô virus. Sau khi tiêm vaccine sơ cô xong, các bạn sẽ đánh giá nó thông qua những cái việc như sau. Đầu tiên là heo lái đẻ ra các heo con bóng bẩy hồng hào, hay ăn cháo lớn. Heo thịt đồng đều, bóng bẩy, da óng mượt. Chuồng đồng đều, không có sự phân đàn nhiều. Thế bây giờ chiến lược kiểm soát phức hợp hô hấp ở trên heo các bạn sẽ làm như sau. Việc đầu tiên các bạn phải quan tâm cho Xuân Trịnh ba cái bệnh quan trọng. Tai xanh phải là số 1, số 2 là sơ cô, số 3 là micro. Sau khi các bạn quản lý được cái bộ 3 này thì tất cả những bệnh như là Bordetella, Streptococcus, Haemophilus, ABB, Pasteurella, Salmonella nó không còn ý nghĩa nữa, nó không gây nên trên con heo nữa. Nên quan trọng nhất các bạn phải quản lý được 3 bệnh: tai xanh, sơ cô và micro. Rồi, nếu mà các bạn không biết phải chọn loại sơ cô nào thì các bạn hãy kết nối ngay với Xuân Trịnh thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của Xuân Trịnh. Chúc quý vị và các bạn có những lựa chọn sáng suốt trong việc dùng sơ cô virus và lựa chọn những cái giải pháp giá trị để phòng bệnh vật nuôi, nhất là trong ngành chăn nuôi heo, đạt kết quả cao nhất. Xuân Trịnh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video clip sau. Xin chào tạm biệt. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong kênh video vừa rồi. Hãy bấm vào nút subscribe, nút đăng ký bên dưới video này để có thể nhận được những video tiếp theo của tôi sớm nhất. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ, bấm vào nút hình quả chuông để lần sau tôi phát sóng, bạn nhận được video sớm nhất, sớm hơn người khác. Phạm Xuân Trinh cảm ơn bạn đã đăng ký kênh của Phạm Xuân Trinh.